Sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục đi lên vào năm 2017 với việc xuống địa phương nhưng thực chất là một bước thăng tiến. Sau khi tưởng chừng đã bị an bài cho đến lúc về hưu với chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở tầng Hà Nội xa lạnh, ông Nhân bất chợt nhận quyết định về nhà, kết thúc 11 năm ra Trung ương. Có lẽ chức vụ bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vẫn là mơ ước khôn tận của Nguyễn Thiện Nhân. Mơ ước này còn vượt quá cả vị trí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục mà một thời ông Nhân đã được sủng ái. Và có lẽ rời xa một Hà Nội nhung nhúc âm mưu thủ đoạn chính trị, con người không mang tư tưởng tranh đoạt và thực chất cũng không có đủ bản lĩnh tranh đoạt như ông Nhân, chỉ muốn về nhà. Mà lại về Sài Gòn trong một tư thế đẹp nhất trong nhiều tư thế, được ngẩng cao đầu, được trở thành đầu chuột hơn đuôi voi như dần dàng vẫn vi vòn. Với dư luận chung ở Sài Gòn, phương án Nguyễn Thiện Nhân có thể được xem như một sự dung hòa có thể chấp nhận. Là người có thực hàm nhưng hơn cả là có thực học nhất trong tổ chức bộ chính trị, Nguyễn Thiện Nhân cũng thường được coi là ủy viên bộ chính trị duy nhất có khả năng nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài mà không cần phiên dịch, tuy nhiều lúc ông vẫn cần tới tờ giấy để đọc trước người dân trong nước. Vào năm 2006, khi được đưa từ thành phố Hồ Chí Minh ra trung ương làm bộ trưởng giáo dục, Nguyễn Thiện Nhân đã được khá nhiều người dân kỳ vọng về triển vọng đưa trí tuệ vào bộ chính trị. Nguyễn Thiện Nhân lại thuộc về số ít, có thể là số rất ít trong giới quan chức cao cấp được dư luận nhìn nhận là sạch. Trái ngược với rất nhiều quan lại bị dư luận đàm tiếu và lên án về tài sản cá nhân và hình ảnh tham nhũng ăn của dân không chữa thứ gì. Ông Nhân chưa hề bị điều tiếng về chuyện tham ô hay nhà cửa. Chỉ đối chiếu ngay tại phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, đức tính này của ông Nhân đã vượt hẳn quá nhiều tai tiếng của hai đời bí thư trước, Lê Thành Hải và Đinh La Thăng. Chỉ có điều, chừng đó tố chất trên vẫn chưa đủ. Chưa đủ để Nguyễn Thiện Nhân được tập thể bộ chính trị, mà ai cũng hiểu là chính tổng bí thư trọng quyết định điều động về nhà làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Phải có nguyên nhân đạo khác khá đặc biệt. Ngay khi hội nghị trung ương 5 của Đảng diễn ra vào đầu tháng 5 năm 2017, cùng xuất hiện tình huống ai thay thế Đinh La Thăng. Phương án Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ khá mờ nhạt, nổi trội hơn hẳn là phương án Trương Hòa Bình, người đang giữ chức vụ phó thủ tướng thường trực và được xem là được anh tư đỡ đầu. Anh tư ở đây là Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhân vật tuy đã thôi mọi chức vụ nhưng lại được dư luận xem là cố vấn đặc biệt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài Trung Hòa Bình, là ứng viên hàng đầu cho chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, còn có những cái tên khác mà Nguyễn Thiện Nhân phải xếp hàng sau. Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Vào nửa chừng hội nghị Trung ương 5 là lúc Đinh La Thăng chính thức bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị Dư luận còn đồn âm ý về người đàn bà quá khổ quỹ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng sẽ được đưa lên thay Đinh La Thăng. Có người còn nói vui, thay Thăng bằng Phóng để quyết tâm đưa Sài Gòn bằng với Sơn La. Nhưng rốt cuộc có tin Trung Hòa Bình xin rút không về thành phố Hồ Chí Minh. Không loại trừ ông Bình mang cao vọng mà đang tính toán đường đi xa hơn, cao hơn chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực hiện thời lại không nghe tin tức gì về Tô Lâm vào Sài Gòn. Cũng rốt cuộc đã xuất hiện tin tức về phản ứng của nhiều cán bộ lão thành và quan chức đương nhiệm ở Nam Bộ trước việc Trung ương cứ khăng khăng điều người Bắc có lý luận để trấn giữ khu vực phía Nam rằng một đinh la thăng đã là quá đủ. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng đã không thể thờ ơ trước phản ứng của miền Nam. Nếu lại phát sinh một scandal đinh la thăng nữa, uy tín của Tổng bí thư trong mắt bàn dân thiên hạ sẽ ra sao? Ngoài Trương Hòa Bình đã rút, chỉ còn Võ Văn Thưởng và Nguyễn Thiện Nhân là đại diện cho miền Nam mà có thể dễ được người Nam Bộ chấp nhận. Đến lúc này yếu tố phe phái mới thực trọng yếu. Trong lịch sử hoạt động chính trị của mình, Nguyễn Thiện Nhân còn có một đức tính đáng kể khác. Có ít dấu hiệu và biểu hiện nào cho thấy ông trực tiếp tham dự vào đấu trường chính trị và trở thành người của các phe nhóm. Nói cách khác, ông Nhân là người tương đối trung lập, mà trung lập trong tình trạng nhiều đảng viên than thở đảng nát như tương cũng đã là quý. Chưa kể một vấn đề khác cũng thuộc về lịch sử. Vào thời còn làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thịnh Nhân bị bí thư thành ủy khi đó là Lê Thanh Hải tìm cách cô lập theo nhiều dư luận. Rất có thể chính vì nguồn cơn đó mà ông Nhân đã bị đá ra trung ương. Do vậy, không thể có chuyện Nguyễn Thiện Nhân khi đã nghiễm nhiên vinh quy về thành phố Hồ Chí Minh lại cùng cánh với triều đại cựu bí thư họ Lê. Cuối cùng, chiến dịch tranh đấu giành vị trí đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh dường như đã dẫn đến kết quả mang tính thỏa hiệp. Một nhân vật Nam Bộ và Trung Dung không thuộc phe phái nào như Nguyễn Thiện Nhân lại nghiễm nhiên buồn ngủ gặp Chiếu Manh. Giờ đây, như thường lệ đối với những nhân vật mới nhậm chức, công luận đang đặt dấu hỏi thách thức nào cho Tân Bí Thư Nguyễn Thiện Nhân. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thách thức lớn nhất đối với Nguyễn Thiện Nhân chính là bản thân ông. Để lại phát sinh một câu hỏi khác, Nguyễn Thiện Nhân có năng lực hay không? Cần nhắc lại, khi được điều ra Trung ương để nắm giữ chức Bộ trưởng Giáo dục vào năm 2007, Nguyễn Thiện Nhân đã được dư luận và báo chí kỳ vọng, cùng một làn sóng ca ngợi ông không mấy kém thua những trường hợp Nguyễn Bá Thanh và Đinh La Thăng sau này. Khi đó, Nguyễn Thiện Nhân đã trở thành bộ trưởng hiếm hoi dám đưa ra những cam kết như sẽ không một sinh viên nào phải bỏ học và đến năm 2010, giáo viên sẽ sống được bằng lương. Nhưng sau năm 2010 và từ đó tới nay, kết quả lại giống như một cái gương chiếu hậu, sinh viên phải bỏ học do khó khăn gia đình và học phí quá cao, giáo viên ở nhiều vùng sâu phải thoái trường, còn một số học sinh phải tự nuôi thân bằng thịt chuột. Nên giáo dục Việt Nam thời Nguyễn Thiện Nhân đã không hoặc chỉ được cải thiện rất ít, còn sau thời ông thì lao dốc không phanh. Từ đó tới nay, nhiều tạp chí chuyên ngành danh tiếng quốc tế đã thường xuyên công bố danh sách 400-500 trường đại học hàng đầu thế giới, nhưng Việt Nam hoàn toàn vắng bóng. Sau năm 2010, tiếng nói của Bộ trưởng Nhân chỉ còn rơi rớt. Bình nói nhiều làm ít còn có thể được châm trước vào thời Nguyễn Thiện Nhân còn ở thành phố Hồ Chí Minh, khi ông bị Lê Thanh Hải siết nhưng khi đã một mình một cõi tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, thậm chí còn lên đến chức phó thủ tướng, Nguyễn Thiện Nhân đã tự thể hiện mình ra sao để đến mức ông bị điều về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một cơ quan bị xem là đầu không tới trời, chân không tới đất. Rất nhiều người hâm mộ và ủng hộ ông trước đó đã chuyển sang tâm thái thất vọng, sau thất vọng là chỉ trích. Ông nói nhiều nhưng lại làm quá ít. Ngay cả những người còn giữ được cái nhìn về một Nguyễn Thiện Nhân trí thức và sạch cũng đâm ra hoài nghi về năng lực hành động của ông. Còn giờ đây, Bổng Dương trở thành bí thư thành ủy và nắm vượng mạng của thành phố lớn thứ hai quốc gia. Nguyễn Thiện Nhân sẽ chịu trách nhiệm về công tác chính trị và nhân quyền, chứ không còn thuần túy như chuyên môn giáo dục trước đây. Khác hẳn năm 2007 là lúc đảng còn bạc, còn tiền, còn đệ tử. Lúc này đây không chỉ là đảng nát như tương mà đất nước đã nát như cám. Một quan chức sẽ trở thành cái gì nếu não trạng anh ta vẫn chỉ chăm chăm những lời hứa hẹn được lập trình như hồi 10 năm trước? Nếu không khắc phục nhanh nhất những nhược điểm cố hữu trong công tác quản lý, đặc biệt là công tác tổ chức nhân sự, công tác hậu kiểm và không có được một chút dũng khí để thẳng tay xử lý tiêu cực, Nguyễn Thiện Nhân sẽ có thể ứng xử với Sài Gòn theo cái cách mà ông đã hô hào phong trào hay không ở ngành giáo dục, nhưng chỉ đạt được kết quả không không thay. ông Nguyễn Thiện Nhân trước nhiệm vụ to lớn đúng như các thông tin dò gì ông Nguyễn Thiện Nhân hôm 10 tháng 5 chính thức được Bộ Chính trị cử thay thế ông Đinh La Thăng đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành ủy Sài Gòn trong sự kỳ vọng của nhiều người nhận định về vị trí mới của ông Nhân kinh tế gia Lê Đông Doanh nói rằng quan chức từng được đào tạo ở Mỹ và nước này đã có một thời gian dài hoạt động ở Thành phố Hồ Chí Minh và có những người cộng sự ở đấy Ông Doanh cho rằng đây là một cơ hội để ông Nguyễn Thiện Nhân có thể phát huy tốt kiến thức, kinh nghiệm lãnh đạo của mình. Về các thách thức đặt ra đối với Tân Bí thư Thành ủy Sài Gòn, kinh tế gia này nói tiếp: Thành phố Hồ Chí Minh thì đứng trước một cái nhiệm vụ hết sức là to lớn bởi vì bây giờ thành phố Hồ Chí Minh cần phải hiện đại hóa và cần phải thực hiện là cách mạng công nghiệp 4.0 cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề từ úng lụt kẹt xe cho đến cái việc là tạo công ăn việc làm và các cái tham vọng hòn ngọc viễn đông và cạnh tranh được với những các cái trung tâm kinh tế lớn của châu á thái bình dương thì tôi nghĩ đấy là những các cái điều mà người ta hy vọng là ông nguyễn thiện nhân là có thể làm được theo nhận định của kinh tế gia từng cố vấn cho thủ tướng việt nam ông thăng đã thể hiện sự gần dân đi rất sâu sát và đấy cũng là một tiền lệ tốt mà ông nguyễn thiện nhân sẽ kế tục và phát huy trả lời VOA Việt ngữ trước khi quyết định chính thức được công bố. Giáo sư Cam chuyên gia về chính trường Việt Nam nhận xét, xin trích, ông Nhân giờ sẽ được tạo cơ hội để thể hiện nhằm được cân nhắc các chức vụ cao hơn nếu ông thành công ở miền Nam. Một chuyên gia kinh tế khác từ trong nước ông Võ Trí Thành nói với VOA Việt ngữ về điều ông mong chờ từ tân lãnh đạo Đảng Bộ Sài Gòn. Thái mà tôi luôn luôn kỳ vọng ở thành phố Hồ Chí Minh là cái đành thấu đi đầu về phát triển và cải cách của Việt Nam và cái biểu tượng ấy nó rất là rõ vào những năm chín thì đấy là cái điều mà tôi kỳ vọng thứ nhất dù ai làm lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh báo chí trong nước dẫn lời ông nhân sau khi được giao trọng trách nói rằng hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với bản thân tôi vì được trở về thành phố lần thứ hai ông nói từ khi biết là có thể và nhận vụ hôm nay rất là suy nghĩ và cũng lo lắng rồi. thành phố rất là lớn phát triển mạnh mẽ bà con cũng mong muốn mình về góp phần lại mình bắt đầu từ đâu bắt đầu từ đâu tiền này chắc không có thêm rồi. tiền cũng vậy thì tôi nghĩ là có lẽ bắt đầu từ những cái giá trị truyền thống của thành phố mà đã đúc kết qua nhiều năm thành phố 300 năm lịch sử mở mang phía nam của đất nước quy tụ những con người của mọi miền đất nước thì cái đoàn kết cái sáng tạo cái dám chịu trách nhiệm sống có nghĩa tình là những giá trị mà nó làm cho thành phố này phát triển người tình nhiệm của ông nhân ông đinh la thăng bị cảnh cáo hôm 7 tháng 5 đồng thời mất ghế trong bộ chính trị vì các quyết định khi còn lãnh đạo tập đoàn dầu khí việt nam hôm 10 tháng 5 ông thăng được phân công làm phó trưởng ban kinh tế trung ương Quan chức trực ngôn này được cầm thông tin của chính phủ trích lời nói đã nhận thức sâu sắc những vấn đề mà kết luận thanh tra nêu ra với sai phạm của cá nhân tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng thời lên tiếng xin lỗi đến nhân dân. Việc Bộ Chính trị giao cho ông nhiệm vụ mới này đang gây ra nhiều tranh luận vì đây là cơ quan được cho là tham mưu, đóng góp cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản về kinh tế. Khi được hỏi về những tranh cãi này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói. Ở đây thì không có quyền hành gì và cũng không có tiền bạc gì lớn cho nên là ở đây thì cái khả năng mà vi phạm về tiền bạc ấy thì tôi thấy là không có. Về chính sách thì tôi nghĩ rằng là ông Đinh đã thăng triển ra nhiều chức vụ là vừa ở thành phố Hồ Chí Minh 16 tháng. Ông tiếp cận với thực tế thì tôi nghĩ ông có khả năng đóng góp hãy nên uh, nhìn một con người từ cái khía cạnh tích cực và tạo cho người ta một cái cơ hội để người ta tiếp tục phát huy nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 Chiều ngày 9 tháng 2, đoàn đại biểu thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Trích tin trên báo Sài Gòn ngày 9 tháng 2 năm 2018. Ừ, khi bị kẻ cùng gian cực lú, Nguyễn Phú Trọng hạ bệ. Nguyễn Tấn Dũng về Cà Mau để xin làm người tử tế, lòng đau như muối sát kim châm. Đám lô la thì xa lánh, một phần vì còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm, hết rộ, hết ông tôi. Mà những kẻ duy vật coi như kim chỉ nam của cuộc sống. Một phần vì khiếp sợ nhóm trọng, nhận ra như một chỉ dấu không trung thành. Trước mắt làm lung lay bàn ghế và có thể nối gót Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ. Và cả đời theo Cộng sản họ nhiều lần đã chứng kiến những trí thức lạc lối như Dương Bạch Mai, có tiếng là thân Nga và chống đường lối thân Trung Quốc đã chết bất ngờ và mờ ám khi Chu Ân Lai sắp đến viếng thăm Hà Nội đã đột tử khi chưa uống cạn ly bia của các đại biểu mời ông để mừng sinh nhật của ông vào ngày hôm sau. Đại tướng Hoàng Văn Thái khi chuẩn bị lên làm Bộ trưởng Quốc phòng thì chết đột ngột vào ngày mùng 2 tháng 7 năm 1986. Trước khi chết, chính Hoàng Văn Thái còn nói với vợ: "Người ta giết tôi." Đại tướng Lê Trọng Tấn cũng cùng số phận. Người ta bảo rằng ông bị đảng cho người ám sát bằng thuốc độc chết. Sau đó, đảng tuyên bố ông bị bệnh đột ngột qua đời. Đó là cấp tướng của họ còn biết bao nhiêu cấp dưới. Những lãnh đạo các đảng phái không theo Cộng sản, họ đã bị giết gần hết. Bởi vậy, dù biết không đến với người từng ăn không chừa thứ gì với mình trong lúc tàng già bối rối là điều bất nghĩa, vô nghỉ, nhưng bảo vệ mạng sống, bảo vệ chức tước mới là đại cục. Cho dù đại cục đó không ai người nổi. Nhưng tại sao Nguyễn Thiện Nhân đến thăm Dũng trong ngày cận tiệc? Vậy Nguyễn Thiện Nhân là ai? Theo báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thiện Nhân sinh ngày 12 tháng 6 năm 1953, quê quán xã Phương Trà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Ông Nguyễn Thiện Nhân là ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 và 12, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 10, 11 và 12. Từ tháng 5 năm 2001 đến tháng 6 năm 2006 là Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 2006 được bầu vào ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 7 năm 2010, leo lên phó thủ tướng chính phủ. Tháng 5 năm 2013 được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Tháng 9 năm 2013 được bầu chức chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7. Tháng 1 năm 2016 được bầu vào ban chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng được bầu vào bộ chính trị ngày mùng 10 tháng 5 năm 2017 ông Nguyễn Thiện Nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam được bộ chính trị phân công làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh theo nhận định của báo dân trị ông nhân được xem là người thiếu những tố chất cần thiết để làm một nhà lãnh đạo ông không đủ bản lĩnh để thay đổi ông ít dũng khí để làm những việc có lợi cho dân bản tính ông vốn dĩ an phận tỏ ra trung dung trong các cuộc chiến phe phái nên sẽ luôn luôn là một lựa chọn tình thế khi các phe nhóm không thể tìm được một tiếng nói chung đây là nhận định của ông bà nhật anh Ông Nhân ít có dấu hiệu và biểu hiện nào cho thấy ông trực tiếp tham dự vào đấu trường chính trị và trở thành người của các phe nhóm. Nói cách khác, ông Nhân là người tương đối trung lập. Đây là nhận định của hãng tin Reuters ngày 10 tháng 5 năm 2017. Động cơ giả định nào trong việc ông Nhân viếng thăm ông Dũng vào dịp Tết? Sau đại hội 12, chẳng thấy quan chức cao cấp nào dám gần gũi với ông Dũng và tại sao trong thời khắc này ông nhân lại quá bước thăm ông dũng không ai nghĩ rằng ông nhân dám cả gan tự ý đi thăm một người mà sau khi người ấy mất chức trở về quê xin làm người tử tế và khi đám tang người sinh ra người tử tế ấy thì lại không có một đồng chí đồng dặn nào dám tới chia buồn phúng điếu ông nguyễn thiện nhân đến chúc tết ông nguyễn tấn dũng trong khung cảnh cái lò của ông trọng đang rừng rực cháy đã khiến giới quan sát đặt câu hỏi lớn đây là ẩn ý gì của ông trọng cũng có thể là sau đám tang bà nguyễn thị hường tức mẹ của ông nguyễn tấn dũng không một quan chức trung hay cao cấp nào dám đến viếng tang chia buồn không một tờ báo nào trong 800 tờ báo thuộc dòng đảng đăng tin tức về đám tang của bà. Hành động vô ơn bạc nghĩa này bị quần chúng phê phán dữ dội. Nên đảng học khôn được phần nào từ nhân dân. Nên ông Trọng bảo ông Nhân đi rửa mặt cho đảng dịp này. Rất có thể là như vậy. Giới phân tích chính trị trong và ngoài nước đều biết thiện nhân chỉ là kẻ không có chính kiến hay nói khác đi là người nô bộc trung thành chủ bảo sao thì chó làm vậy nên không thể nhân đến viếng dũng trong dịp tết là vì tình đồng chí mà phải do ai đó sai bảo mà người sai bảo được thì không ai khác hơn là trọng trọng lại vốn rất cay đắng với dũng phải bật khóc giữa hội nghị sáu vì không kỷ luật được nguyễn tấn dũng thì sứ mạng mà nhân đem đến cà mâu không phải là điểm lành nguyễn thiện nhân với gương mặt vốn khiêm tốn sự thông minh mặt trời mặc định ban cho những lãnh đạo cao cấp cộng sản tự nó đã thuyết phục dũng hãy an lòng vui xuân mừng đảng mọi việc sẽ giải quyết trên tinh thần đồng chí đừng nghe lời bọn phản động mà tìm đường trốn ra nước ngoài, gây khó khăn ngoại giao, tốn kém cho đảng phải đi bắt cóc về để tự đầu thú và yên lòng để máy chém rơi từ từ với tấm lòng đời đời biết ơn đảng. Người Cộng sản luôn tranh thủ cơ hội dù trong đám tang huống hồ gì là ngày Tết. Trọng lợi dụng những ngày Tết cổ truyền thiêng liêng, sai thiện nhân sướng cà mâu với một công đôi ba việc. Một là giả vờ chúc tết để vỗ yên tấn dũng nhân tiện bảo dũng kêu hai thằng con trả chức lại cho nhóm trọng vì thời buổi này người khôn của khó người dân chống cộng lại đang quyết liệt lấy lại dình cơ của nguyễn thanh nghị ở kiên giang với khách sạn hương biển với lý do xây trái quy hoạch lấy được kiên giang là lấy được hàng ngàn hàng ngàn tỷ mà còn làm được việc chống tham nhũng quyền lực trong bọn thái từ đảng nữa thăm và tri ân thăm đã là việc lạ mà còn tri nữa đó là điều đặc biệt liệu nó có đưa ra được một thông điệp khác thường nào chăng đừng quên chữ nghĩa cạm bẫy gian trá của người cộng sản trong thông báo kêu gọi anh chị em quân nhân công chức việt nam cộng hòa với thông tư đi học tập một tháng nhưng biết bao nhiêu người đã đến 17 năm sau mới ra khỏi trại giam và một số không nhỏ vĩnh viễn gửi nắm xương tàn lại với núi rừng rải rác khắp mọi miền của đất nước họ là loại cùng gian cực rốt và thừa lưu mình. Trước Tết Nguyên đán năm 2018, ông Trọng tiến sĩ xây dựng đảng, sáng chế ra một tư tưởng nhân văn trước Tết để không tạo ra một xáo động chính trị để những quan chức tham ô ăn Tết mà không run, không bỏ trốn. Đó là quỷ kế của Trọng. Người lâm cảnh tâm sâu bạch phát là thăng cùng đồng bọn sẽ được đưa ra xét xử vụ 800 tỷ liên quan đến ngân hàng đại dương của Hà Văn Thắm vào sau Tết. Có thể là vào tháng 3 năm 2018. Tổng cộng hai mức án, ông Thăng có thể lãnh ít nhất 30 năm tù giam. Nếu không phải bị trung thân, đồng bọn dư biết mức án của mình như thế nào. Đừng nghe lời đường mật nhân văn của ông Trọng mà hối hận sau này. Trọng phải triệt dũng để trừ hậu hoạn và chặt vây cánh đám cộng sản miền Nam. Nên nhớ, Đinh là thằng có mối liên quan rất mật thiết với bà Dũng. Nếu thằng run thì Dũng tất yếu rét. Phải chăng thiện nhân thăm Dũng theo lệnh trọng để vỗ an Dũng cùng bá tánh trong 21 đại án dành lại cho năm 2018? Nói thì nói vậy, Chứ đám còn đang tại ngoại này Cứ mỗi lần thấy xe là lạ đậu trước nhà Nghe tiếng còi hụ xa xa của xe cảnh sát Âm thanh láo nháo của bọn chức năng Thì làm sao tránh cảnh sao xuyến tức lòng Xưa vui bao nhiêu Bây giờ nhục bấy nhiều Sáng ngày mùng 7 tháng 2 năm 2018, trong cuộc gặp mặt chúc Tết đại biểu trí thức văn nghệ sĩ nhân dịp đón Xuân Mậu Tuất 2018 do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Ông Trọng nói, chúng ta đã làm rất quyết liệt. Còn vụ 800 tỷ đồng tại Ocean bằng thì để sau Tết, không để không khí nặng nề dịp vui xuân. Đã quá rõ ràng, sau Tết, tay ông Dũng sẽ bị tra vào còng số 8. Không còn là nếu, mà là lúc nào. Và ông Thiện Nhân là cánh chim bão bão của ông Trọng. Tên này chẳng phải là thiện nhân chẳng phường đội trọng cũng quân ăn không chừa thứ gì bài của tác giả nguyễn ngọc sẵn chạy trên trang dân làm báo xin cảm ơn tác giả và xin trân trọng giới thiệu đến các anh chị em xin cảm ơn các anh chị em đã theo dõi